Vâng, xin chào quý chú anh chị đến với kênh Chợ Nhật Bãi. Nhớ đăng ký kênh. Thì hôm nay em lên clip số 99 về đồ nghề và một ít dao bếp. Thì hôm nay em lên một số dao bếp là dòng dao của Murato, dòng dao thép kháng rỉ VG10 cho anh chị mình sử dụng, có thể sử dụng trong gia đình ha, mà đỡ mất công mình bảo quản, hoặc là anh chị mình sử dụng trong nhà hàng hoặc trong quán ăn cũng được. Thì và một số đồ nghề cho anh chị mình sử dụng sửa chữa ha. Thì đầu tiên là em vô cái dòng dao Murato, thì là đây là một bộ dao luôn anh chị ha. Thì Murato là đây, Murato của Nhật nha anh chị. Đó, có cái rất là nhiều dòng, thì có dòng Classic là dòng cao cấp nhất và dòng Fitline ha. Dòng Classic là dòng 3 lớp lõi VG10 và dòng Fitline là dòng thép MV không rỉ một lớp. Thì Murato là được thành lập từ năm 1874. Đầu tiên em vô cái phần dòng dao là Classic ha. Dòng dao Classic là lõi VG10 3 lớp thép, thiết kế như thế này nha anh chị. Rồi, có thép là molybdenum nè, vanadium và coban rất là cứng. Dòng thép 2 carbon không gỉ. Thiết kế thì cân bằng ở điểm cân bằng ở ngay phần khâu dao anh chị, ngay phần khâu dao. Và đây là hình ảnh bên mài bằng đá nước trước khi xuất xưởng, đường mài zin của hãng luôn. Cán dao là ốp bên ngoài là bằng gỗ banca anh chị, hai bên là ốp gỗ banca. Và đây là giới thiệu một số dòng dao của dòng Classic lõi VG10. Thì hiện tại clip này em có được một cây dao bánh mì dòng Fitline ha, dòng Fitline. Anh chị mình có thể thấy dòng Fitline là lõi là thép MV nha anh chị. Đây, dòng Fitline dao bánh mì. Thì giá của mỗi cây này để em view lại cho anh chị mình xem ha. Thì giá ở đây là giá hàng này là hàng mới chưa sử dụng nha anh chị, hàng mới xuất xưởng chưa xài. Và giá ở đây là em để giá là chưa được một nửa giá mới, nên anh chị mình có thể mình mua mình sưu tầm. Nếu mình không có cái điều kiện mình mua hàng mới hoàn toàn á, thì anh chị mình có thể mua hàng này, hàng cũng còn rất mới và giá nó còn chưa được một nửa giá hàng mới ha. Trang web bị lỗi rồi. Rồi, đầu tiên em vô cây dao bánh mì đi. Đây là mã số 1, một cây dao bánh mì Fitline anh chị. Đây, thiết kế là đúc nguyên khối từ thân đến cho lưỡi luôn. Thì chỗ này có những cái vân để anh chị mình cầm không bị trượt tay, và thiết kế như vậy thì anh chị mình dễ mình lau chùi ha. Fitline Murato, thép là em molybdenum vanadium stainless steel ha, là thép không gỉ. Đây, một cây dao anh chị mình cắt bánh mì thì những cái lưỡi này là còn mới nguyên nha, còn mới nguyên, thép MV đó. Cái này thì vát một mặt cho tay phải, mà cái đường lục vát như vậy anh chị mình tay trái tay phải mình sử dụng cũng được, tay trái thì mình sử dụng cũng được ha, không có nhiều khác biệt lắm. Chiều dài là 21 phân, bản rộng là 3 xăng, và độ dày là tầm 1.5 ly anh chị ha, độ dày là tầm 1.5 ly. Rồi, cây số 1, một cây dao bánh mì 250, một cây dao bánh mì của hãng Murato ha, dao bánh mì của Murato. Tiếp theo em lên mã số 2. Mã số 2 là một cây, tất cả các dòng còn lại là dòng của Classic ha, là 3 lớp lõi là VG10. Anh chị mình có thể thấy Sonomura đây, khô đúc liền và cán gỗ banca 3 chốt. Đây là đường lưỡi zin luôn ha anh chị ha, đây là đường lưỡi zin luôn, lõi VG10 kháng rỉ. Thì cây Betty này chiều dài là 12.5 xăng, bản 2.7 và độ dày là 1.5 ly, độ dày 1.5 ly. Mã số 2 giá là 400. Thì cây này hàng mới rất là 59 euro nha chị, 59 euro. Đó, anh chị nhìn thấy cái đường mài zin rất là bén. Đây là đường mài zin của hãng, bên em chưa có đụng tới gì hết, về chỉ lau sơ những cái bụi bẩn qua thôi là bán thôi. Rồi, mã số 2. Mã số 2 400, một cây
ba lớp lõi VG10 của Murato. Chữ đây là chữ khắc laser và đổi màu nha chị ha. Thì đổi được 3 màu. Đây anh chị mình có thể thấy màu, một màu màu đen hoặc là một màu kiểu như màu tím hoa cà và một màu vàng. Đó, có ánh vàng vàng và màu tím hoa cà ha. Còn một màu tím hoa cà nữa. Chữ 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 mực laser, mực mực đổi màu. Rồi, mã số 2 giá 400, một cây Betty 12.5 xăng. Tiếp theo em lên mã số 3. Mã số 3 là một cây Betty, thì cây này là size 15 xăng. Thì những cây này là ba lớp lõi VG10 kháng rỉ và độ bén và giữ bén cao nha chị. Rất bén và giữ bén mà cũng dễ mài nữa. Cây này là lưỡi sử dụng là 15 xăng, bản 3.1 và độ dày là 1.5 ly. Độ dày là 1.5 ly nha anh chị. Đó, anh chị mình nhìn thấy ha. Đường zin luôn. Đây ha. Rồi, mã số 3 giá 550. Thì đã có một anh đã mua nguyên một bộ sưu tầm rồi anh chị. Mua nguyên một bộ về để mình vừa sưu tầm mà mình vừa xài ấy. Cái này nó còn 3 viên miếng chỗ này thôi. Rồi mã số 3 giá 550. Tiếp theo em lên mã số 4. Số 4 là một cây Nakiri ha. Cây này thì thích hợp cho người. Số 4 một cây Nakiri thích hợp cho gia đình Việt mình. Thì thường thường dáng này giống dáng dao bài của Việt Nam mình. Cây này thì ba lớp và rất là đầm tay anh chị. Tại vì anh chị mình thấy dày là 2 ly mà dày là từ vần gần cán luôn ra tới ngoài mũi dao cũng là 2 ly, nên là cầm rất là đầm tay, dày dặn đầm tay. Nakiri khô đúc liền, còn mới ha. Đây là phần đường lưỡi dao. Những cây này anh chị mình xài thì mình đỡ mất công, mình bảo quản, mình chỉ việc lau khô, rửa sạch, lau khô và gác lên thôi. Gác lên thì nó sẽ không lau khô thì không bị đọng nước và nó không bị ố vàng anh chị. Nên là mình cứ lau khô giùm em. Còn không phải bảo quản dầu. Lâu lâu thì mình mài lại thôi. Plastic VG10 ha, Murato. Rồi. Cây này lưỡi sử dụng là 16.5, bản 4.7 và độ dày là 2 ly đều hết. Mã số 4 giá 950. Cây này còn 3 viên nha chị ha. Nhìn khi nó cấn nhau. Này, cũng còn cắt được ha. Này nếu em có vuốt thì em sẽ vuốt lơ sơ lại. Vuốt lơ sơ lại nha chị. Rồi mã số 4 giá là 950, mã số 4 giá 950. Mã số 5, em lên một cây Giotto 18 cm. Đây, cây Giotto lưỡi sử dụng là 18.2 xăng, bản 4.4 và độ dày là 1.8 ly ha, độ dày 1.8 ly. Đây, anh chị mình có thể thấy. Đường lưỡi dao. Ba lớp. Đây ha. Rồi mã số 5 giá 950. Số 5 950. Nghe chị nha, rất là bén rồi. Số 5 950, một cây Giotto 18 cm. Tiếp theo lên mã số 6 là một cây sashimi. Số 6 là một cây sashimi. Đó. Cây này đây chị mình có thể thấy cán đúc liền. Cây này cho anh chị thích hợp cho anh chị mình phi lê cá, hoặc là anh chị mình làm quán sashimi cá hồi, hoặc là sashimi cá các quán ăn nhà hàng Nhật Bản á, thì anh chị mình đầu bếp anh chị mình chép á, anh chị mình có thể sử dụng cây này ha. Một cây sashimi ba lớp, tay trái tay phải đều sử dụng được. Rồi cây này lưỡi sử dụng là 24.2, bản 3.8 và độ dày là 2 ly, dễ bảo quản nữa. Mã số 6 giá là 1.3 triệu ha. Cây này giá mới nó tầm 24 xăng. Giá mới là 129 euro hoặc là khoảng 15.000 yên. Khoảng 15.000 yên nha.
Đó. Giá thì rất là mềm rồi. Anh chị mình, nếu mà mình không mua dao mới thì anh chị mình có thể mua cây dao này cũng được ha. Hàng chưa sử dụng, lưỡi còn nguyên bản năng, mã số 6 giá 1,3 triệu. Thì mã, những mã này thì em nhận chuyển khoản bao ship cho anh chị ha. Những mã này em nhận chuyển khoản bao ship. Đó. Mã số 6 giá 1,3 triệu. Một cây sashimi 24.2 cm, lưỡi sử dụng, mã số 6 1,3 triệu. Tiếp theo em lên mã số 7. Số 7 là em lên một cây số 7 là một cây Gyoto 27 cm ha. Đây là dòng Gyoto dài nhất của dòng Classic Murato, 3 lớp lõi VG10, 27 cm, lưỡi sử dụng 27 cm, bản rộng là 5.4 cm và độ dày là 2.2 ly nha chị. Cây này mà anh chị dùng để sắp thịt bò hay gì là số 1 ha. Đó, phần lưỡi sử dụng, lưỡi đẹp nguyên nha chị. Này rồi, rồi mã số 7 giá là 1,450 triệu. 1,450 triệu chuyển khoản bao ship. 1,450 triệu rất là bén rồi, rất là bén từ đầu đến cuối luôn ha. Đó, nhìn ăn được cái giấy này mà nó rất là bén ha. Rồi mã số 7, 1,450 triệu chuyển khoản bên em bao ship ha. Một cây Gyoto 3 lớp lõi VG10, 27 cm. Tiếp theo em qua đồ nghề thì đầu tiên là mã số 8. Mã số 8 là một cây thước thủy 180 cm. Cây này là của hãng Tajima, của hãng Tajima. Dòng sản phẩm là WNL380. Hình thức đây nha anh chị. Đó. Made in Japan, hàng sản xuất tại Nhật ha. Made in Japan. Đây gồm có hai cột thước ngang và cột thước đứng. Thì cây này không có hít, không có hít 500 nha chị. Chiều dài là khoảng 38 cm. Chiều dài khoảng 38 cm. Chiều dài khoảng 38 cm ha. Và chiều cao chỗ này là tầm là 6.5 cm. 6.5 cm nha chị. Một cây thước thủy của Tajima. Đây. Còn cả tem giấy ha, còn cả tem giấy. Rồi mã số 8 180 ngàn. Số 9 em lên một cây cờ lê số 10 của Mirotun. Mirotun là một dòng sản phẩm của KTC President. Dòng này xi mạ mịn màng, khóa số 10 nữa, anh chị mình đang cần sử dụng khóa số 10, anh chị mình có thể mua cây này. Mirotun à, xi mạ sáng bóng, một dòng sản phẩm cao cấp của hãng KTC. Dày dặn nha anh chị, cái phần này rất là dày, dày mình. Đây ngàm bên trong. Thì chỗ này em chưa có vệ sinh kỹ ha. Mà anh chị mình thấy những cái xi mạ ở trên này vẫn còn, vẫn còn sáng bóng. Phần đầu cờ lê vòng dày dặn. Mã số 9 giá là 150. Chiều dài là hơn 13 cm. Số 9 150. Số 10 em lên một cây. Số 10 là một cây kìm, cây kìm điện. Cây này là của hàng Ancini ha anh chị. Thì Ancini em thấy có rất là nhiều dòng kìm. Thì em cũng đang bán dòng kìm xanh, kìm xanh dài như là tầm 15-16 cm gì đấy. Thì cây là một cây Made in Japan Engineer. Chữ nghĩa đầy đủ ha chị. Cây này thì hình thức vỏ gì còn cũng còn mới, không có bị gì ha, không bị dính cấn gì hết. Rồi ngàm bên trên, anh chị mình có thể thấy ngàm tròn. Engineer BZ57 Made in Japan. Đó, anh chị nhìn thấy ha, chỗ này là có ngàm tròn và chỗ này anh chị mình có cái lỗ. Phần này anh chị mình có thể mình mở những cây đinh, những con ốc bị tuông đầu, bị rỉ sét ha. Bị rỉ sét mà bị mất cái đầu, anh chị mình không có lấy những cái cờ lê mọ lết mà mình vặn ra được, thì anh chị mình xài cái này để mình kéo nó ra. Rồi mã số 10 giá là 150. Chiều dài là 12.5 cm, nhỏ gọn 12.5 cm, mã số 10 150. 11. Em lên một cây mọ lết 100. Cây này hình thức cũng còn rất là mới, của hãng Gitsuke, có logo Zojic nội địa Nhật. Có logo Zojic nội địa Nhật nha anh chị. Đây, trên này cũng có thước. Thì
Phần này hình như là xi mạ màu đen nha anh chị, xi mạ màu xám xám đen đen. Thép là chrome vanadium. Đó, cái này nhìn cũng rất là xịn ha, nhìn cũng rất là xịn. Size là 150 và ngàm mở tối đa là 2 xăng. Đó, cái này anh chị mình sưu tầm cũng được, còn rất là mới. Mã số 11, giá là 100. Ngàm bên trong nha anh chị ha, đây là ngàm bên trong. Ngàm bên trong không có bị cấn chày hết ha. Mã số 11, 100. 12. Em lên một cây cần vặn 12 250. Cây này là cần vặn tự động lồn của KTC, anh chị mình có thể thấy chữ KTC. BRS 20 100 chà ben. Và hai con ốc này còn zin nha, hai ốc này chưa có dấu hiệu mà tài đầu. Chiều dài là 10 cm, anh chị mình có thể sử dụng trong những góc kẹt ha. Đầu là 3/8 giùm em, đầu là 3/8. Xi mạ thì xi mạ còn đẹp ha. Xi mạ còn đẹp. Mỗi cái phần này thì nó hơi ố ố một tí. Phần đầu này ha. Anh chị mình đã chiều hai bên ok. Đó. Quay ngược lại. Đó, phần bánh răng ha. Rồi mã số 12, giá 250. Sử dụng đầu 3/8 và anh chị mình có thể xài trong những góc kẹt dài là 10 cm. Mã số 12, 250. 13. Em lên một cặp kìm ha. Cặp này thì bán một cặp đi, giống như 13 thanh lý cho anh chị về anh chị mình xài. 13 106. Thì cây này là một cây Fujiza, có logo Zojic nội địa Nhật. Phần cán ở dưới còn đẹp không? Thì phần trên này, phần này hơi hở một tí, anh chị mình phát cắt dây điện phần trên cũng được. Còn phần răng ngàn bên trên là còn đều. Đó, phần răng ngàn bên trên còn đều. Chiều dài là 16 xăng hơn, mã số 13 ha. Kèm theo là một cây kìm của Mary. Thì cây này về anh chị mình nó hơi bị cứng nha, nó hơi bị cứng, cái kẹt cái phần vòng tròn này. Anh chị mình về anh chị mình sửa lại giùm em. Mã số 13, 150. Cây này thì anh chị mình thấy cái lưỡi cắt nó còn bằng phẳng này, và phần ngàm là cũng còn đều, không có bị cấn đâu. Đó, gần đều, còn ngàm đẹp. Của hãng Marigold, Marigold số 107. Xi mạ bên dưới đây, đây là cái nước da bên dưới cũng còn sáng bóng không. Thì cây này hơi bị cứng, về anh chị mình sửa giùm em nha. Mã số 13, một combo như thế này 150. Thì cây này chiều dài là tầm khoảng 21 xăng nha anh chị ha, khoảng 21 xăng. Một cây kìm Mary, kìm nguội. 13 150. 14. Em lên một cây cần vặn đầu 1/2. Một cây cần vặn tự động đầu 1/2, cây này là của hãng Lobster ha. Đó, nếu mà chị mình ít thấy, thường thường thấy của hãng Tone nhiều. Lobster hiệu con tôm và nước xi mạ thì rất là mịn màng. Có phần trên là chóc xi một tí thôi. Phần trên là chóc xi. Đây. Mỗi phần này là nhìn hơi đen đen chút thôi anh chị ha. Đen đen thôi chứ không có phải bị rỗ vô. Còn đây là phần chỗ này là dính bông gòn nha. Dính bông gòn thôi. Trên này còn sáng sủa nè. Rồi đây là phần đầu. Hoạt động ok. Đầu 12, đầu 1/2. Và cây cần vặn này dài 250mm của Lobster. Nghe tiếng bánh răng chạy là anh chị nhìn thấy nó còn khá mới ha. Độ chiều ngược lại. Đó, cây có chụp cái. Rồi mã số 14, 250. Một cây kìm Lobster. Đầu 1/2, dài là 250. 14, 250. 15. 15 em lên một cây kéo cắt tôn của Mỹ. 15, hình thức cây này cũng còn khá mới. Đây, chị mình thấy không? Lóc, lóc là khóa vô. Phần cán, cán bọc nhựa màu đỏ ở bên dưới. Còn đây là phần lưỡi cắt. Phần lưỡi cắt ở trên nha chị. Đó, phần lưỡi cắt ở trên ha. Thì chế độ cắt đó là nó sẽ đi, anh chị mình cắt thì nó sẽ đi ngang như thế này. Nó đi thẳng như thế này ha. Đây, mở ra cho anh chị mình xem. Lò xo hoạt động ok ha. Của hãng là Miuba, Miuba USA này. Đấy, chị mình có thể thấy ha. Đây là phần lưỡi. Đây là phần lưỡi cắt. Thì phần trên này nó cấn một tí thôi. Chị mình có thể thấy giùm em ha, không ảnh hưởng gì nhiều. Đó. Đồ đây là cần lưỡi cắt ở dưới, rất là bén.
anh chị mình thấy nó khít luôn ha, nhưng mà cắt nó khít vô luôn. Hàng của Mỹ nha anh chị, USA 2C. Chiều dài cái kéo cắt tôn là khoảng là 23.5 xăng, mã số 15, giá là 16. Em lên một cây tun. 16 là một cây tun của Victor Inox 16208. Dòng là Whistleland Rosteray ha. Của hãng Victor Inox. Thì cây này cũng 4 chi tiết và 2 chi tiết ở trên này anh chị. Dòng Officer. Officer Suis. Một cây dao ngắn, một cây dao dài. Hai cây anh chị mình mở hộp. Và bên này là một cây nhíp anh chị, một cây nhíp và một cây, chắc một cây tăm quá. Đây, một cây nhíp và một cây tăm ha. Đó. Đây anh chị ha. Spa lại chút vào, mình có một cây rất là bén để anh chị mình xài. Những cây này là thép không gỉ mà độ bén rất là bén anh chị. Mã số 16, giá 280. Anh chị thấy cái lò xo nó búng ra búng vô ok ha. 16 208. 17, em lên một cây kéo. 17 là một cây kéo bếp, cây này là của Đức, hai hình người, của Đức hai hình người ha. Này, phần sơn còn rất là sáng mới nên chị mình yên tâm là cây này độ mới nó còn cao và phần lưỡi là còn khít nguyên. Lưỡi là có những cái răng cưa nhỏ nhỏ để mà bám vô thực phẩm ha. Ví dụ như anh chị mình cắt rau nó không bị trượt ra ngoài và lưỡi còn zin còn khít nguyên. Đó, anh chị mình có thể thấy lưỡi còn zin còn khít nguyên. Rồi mã số 17, giá là 270. Cây này thì dài tầm là 20 xăng anh chị. Cây này dài 20 xăng. Anh chị nhìn thấy không? Lưỡi cắt là zin nguyên. Rồi. 17 270 ngàn một cây kéo cắt nhà bếp, kéo nhà bếp 17 270. 18. 18 em lên một viên đá mài. Thì viên này hình thức còn khá mới. King Dallas Stone 1000, đá King 1000 trên mắt. Độ rít 1000 này, dưới này là hàng sản xuất tại Nhật luôn. Anh chị mình có thể thấy. Hình thức bên ngoài ha, do để bãi nên cũng có bị mẻ những cái phần ngoài như thế này. Cây này thì còn rất là mới nha chị ha, nặng là 900 g. Nặng là 900 g nha chị, nặng 900 g. Chữ nghĩa còn là anh chị mình yên tâm, đó chữ bên hông cũng còn nữa ha. Trip 1000. Anh chị yên tâm nó còn rất là mới. Rồi. Chiều dài là tầm 20.5. Chiều rộng là 6.5. Và dày là khoảng 3.4 xăng. Dày là khoảng 3.4 xăng anh chị ha, còn rất là đều, dày đều hết. 3.4 xăng. Rồi mã số 18 504 một cục đá mài. Trip 100 của King Dallas. 18 504. 19 thì viên đá 1000 đây anh chị mình mài bước hoàn thiện giùm em năng. Ví dụ anh chị mình mài bước 200-400 nhỉ, rồi anh chị mình mài lên độ rít 1000 là anh chị mình cắt giấy cắt tóc được rồi. 19 là một cây kéo, cây kéo này hai bên là chốt đồng hết và hàng rèn thủ công ha. Đó, anh chị mình lưu ý giùm em là những cây này thì bên em rất là xịn, là hàng thủ công. Anh chị mình anh chị nào mà mình rành kéo thì nhìn em view cái chỗ này là anh chị mình thấy ha. Rồi, hai lớp thép anh chị và cái đường chỗ như thế này là nó bị en đen thôi, không có bị rỗ vô sâu, không có bị rỗ anh chị ha. Em nhắc lại là không có bị rỗ vô, chỉ bị ố đen đen thôi. Đó, anh chị mình có thể thấy giùm em là hai lớp thép đường nước thép ngoài còn zin là còn đầy đủ nè. Chỗ này cũng bị ố đen đen thôi, láng o ha, không có bị kiểu rỗ vô trong. Mặt đằng sau, đó, mặt đằng sau anh chị mình thấy rõ hơn hai lớp thép nè. Đây, không có bị rỗ ha. Cây này là cắt phải ok nha anh chị. Rồi mã số 19 220. Chiều dài cây này là 24.5 xăng. Em gấp vải cho em cắt cho anh chị mình xem. Đây là cái đường cắt hồi nãy em cắt nè. Đó. Rất là dày ha.
Rồi giờ em cắt phần mũi cho anh chị mình xem ha. Đó, tại vì vải nó trơn nó trượt thôi. Đây là cắt đường mũi. Đây ha, rất là bén. Đó, anh chị mình thấy ha. Đó, đường mũi ha, cắt tới mũi mũi kéo luôn. Đó, cái kéo này thép rất là xịn anh chị. Rồi, mã số 19-220, một cây kéo cắt vải của Nhật, dài 24.5 cm, 19-220. 20 là em lên 20 em lên một chiếc rìu đi. 20 là một đầu rìu còn khá mới anh chị. 20 đầu rìu này còn khá mới, anh chị mình có thể thấy ha. Đầu rìu hình chữ L, phần lưỡi là còn nguyên này, và nước xi, nước mạ màu đen vẫn còn ba lớp thép ha. Anh chị mình có thể thấy trên là phần lớp ram đen, ram sơn vẫn còn. Đây là phần đầu vát đều ha. Trên này có số 300 dày dặn. Thì về anh chị mình làm thêm cái cán giùm em, chữ Nhật đầy đủ, làm thêm cái cán dài dài đây giùm em nè. Ba lớp thép, lưỡi sử dụng là 12.7, chiều cao là khoảng 16 cm, chiều cao khoảng 16 cm, và nặng là 1,1 kg nha chị ha. Đầu rìu nặng 1,1 kg, hình thức còn khá là mới. Mã số 20-500, 20-500, nặng 1,1 kg. 21 em lên một chiếc thùng đồ nghề, thì đây là một chiếc thùng 21 tool Make in Japan nha chị ha. 21-260 tool box Nhật Bản Made in Japan đây. Đó, anh chị mình có thể thấy IS350 Sanet, hãng Sanet. Rồi phần đáy ăn, phần đáy thì chày nước sơn thôi. Chỗ này là không có bị rỉ anh chị ha. Phần vàng một chút thôi, anh chị nhìn kỹ là nó không có bị rỗ vô trong. Chốt đàng hoàng, chốt còn xài ok. Tem giấy còn, đây là phần bên hông. Đó, phần bên hông ba bạn lề. Rồi chiếc thùng này chiều dài là 36 cm, bản rộng là tầm 15 cm. Rồi chiều cao, chiều cao là khoảng 10.5 cm anh chị. Chiếc thùng này nặng là 900 g, 900 g giùm em. Đây là, chị ha. Đây là phần lắp ở trên, phần lắp ở trên. Rồi đây là phần này. Phần bên dưới thì do là được bảo vệ một lớp mút nên là rất là sáng đẹp, lá ngon ha. Đó, đẹp đẽ đàng hoàng, nặng 900 g. Rồi, mã số 21-260 cho chiếc thùng đồ nghề này. 21-260. 22 âm lên một chiếc thùng. 22 là một chiếc thùng của hãng Ringstar, gồm có 2 tầng. Chiếc thùng này thì giá 500 anh chị ha. Đây, 500. Hình thức bên ngoài như thế này nha anh chị. Ringstar Nhật Bản RSD 471. Anh chị mình có thể tìm kiếm là Ringstar RSD 471 là sẽ ra dòng này ha. Rồi mã số 22 giá là 500. 22-500. Gồm có 2 tầng nha anh chị, gồm có 2 tầng, 1 tầng, 2 tầng. Đây mặt bên nói chung là những mặt bên hông thì còn đẹp. Chỗ này hơi móp một tí, hơi móp về anh chị mình có thể gò lại giùm em. Những mặt bên hông thì còn đẹp, có phần đáy thì nó hơi rỉ một tí. Đây anh chị mình thấy không? Đây là cái lớp đáy. Lớp đáy thì nó hơi rỉ rỉ một tí. Anh chị về anh chị mình có thể đánh cái lớp vào đi. Sơn một lớp mới vô giùm em, sơn một lớp mới đi cho nó đẹp đẹp ha. Chà nhám theo giùm em cái này, móp vô tí. Phần đầu này thì có bị một cái móp vô một tí nha anh chị.
móc vô một tí ha. Đây, móc vô một tí như thế này. Rồi giờ em đi bên trong. Mã số 22, 500. Đây ha, gồm có hai tầng, hai ngăn nhọn ở trên và tầng ở dưới. Thì thùng này là dài là 38 cm, chiều rộng là 20 cm và chiều cao là 19 cm, nặng là 4,5 kg nha chị, nặng là 4,5 kg. Thì cái này giá 500, chính chị mình chuyển khoản thì bên em sẽ bao ship, nặng 4,5 kg, khá là nặng. Mặt bên trong thì phần trên còn đẹp nha chị ha, có mỗi phần đáy là do hơi ẩm ẩm nước nên là nó có rỉ ha, có rỉ như thế này đó ha, anh chị mình thấy giùm em, có rỉ như thế này. Rồi, mã số 22 giá là 500, nặng là 4,5 kg nha anh chị. Tiếp theo em lên mã số 23. 23 là một cây kéo tỉa đúc. 23. Cây này là khâu rời chốt đồng nha anh chị, khâu rời chốt đồng và chữ đây. Hàng chuẩn thủ công Nhật. Cán đúc. Lỗ ha, lỗ là lưỡi là hình tam giác luôn. Đó, hình tam giác nhìn rất là đẹp. Chỗ này thì cấn nhẹ một tí đi nha chị ha. Đó, chỗ này cấn nhẹ một tí thôi, nhìn không ảnh hưởng gì nhiều. Lưỡi là không có bị rỉ anh chị, lưỡi là còn lá ngon đàng hoàng, không bị rỉ ha. Này, mã số 23, chiều dài là khoảng 19,5 cm, cắt ok anh chị. Lưỡi hình tam giác rất là dày dặn à. Mã số 23, một cây kéo tỉa đúc, dài 19,5 cm. 24 là một cây kéo con cá thép giấy trắng. Thì cây kéo này cho thích hợp cho anh chị mình sử dụng, mà ví dụ như chị mình có cắm hoa ha, cửa hàng tiệm hoa, tiệm cắm hoa gì anh chị mình có thể mua cây này. Cây này thép giấy trắng anh chị ha, cây này thép giấy trắng và hình thức là còn mới chưa sử dụng, còn trong vỏ chưa sử dụng, chữ nghĩa đầy đủ này. Anh chị mình có thể thấy chữ bên này, hai lớp thép ha. Đây, lớp thép bên ngoài tôi tới phần ngoài này luôn, còn mới chưa sử dụng. Chỗ này thì ố vàng một tí, hai lớp thép anh chị ha, và những tô rất là nhiều nên chị mình xài rất là lâu bền. Thì cây kéo con cá này chiều dài tầm là khoảng 17 cm. Mã số 24 giá 180, một cây kéo thép giấy trắng của Nhật ha. Thì giá mới nó tầm khoảng hơn 500 anh chị ha, giá mới tầm hơn 500. Nếu chị mình mua về xài thì cây này khoảng tầm hàng chưa sử dụng mà bán giá tầm 180 thôi, 24 180. 25 là một cây cắt cành, cây này là hàng của Fenco ha, Switzerland Fenco. Chị mình có thể thấy thì chỗ này là bọc nhựa vào lớp vôi nhựa bên ngoài thì nó hơi bị rách một tí nha chị ha, rách một tí, độ keo lại giùm em. Fenco Made in Switzerland. Rồi. Đấy, đây là phần lưỡi cắt. Đây ha chị, lưỡi cắt. Chỗ này là giống như là ghép hai lớp thép này. À, đây là lớp ngoài lớp trong. Không phải ghép nha chị ha. Giống như cái chốt mà để cứng cáp ha. Switzerland, hãng Fenco. Thì cây cắt cành này chiều dài là 21 cm. Giờ em mở ra test cho anh chị mình xem. Đó, anh chị mở ra. Đây là phần lưỡi bên trong anh chị, đây là phần lưỡi bên trong. Em view rất là kỹ này, anh chị mình xem trên clip cho em nha. Đây, phần lưỡi bên này thì bụi mặn ra ngoài không có ảnh hưởng vô trong. Rồi phần lưỡi dưới này ha,
Phần lưỡi dưới này hơi nhăm nhăm tí, không ảnh hưởng gì nhiều nha chị. Rất là bén rồi. Mã số 25 500. Đó. Chị Bình thấy nha. Cắt ngay cái máy. Cây này cây khô nha chị. Rồi. Rồi. Là xong. Khóa lại. Mã số 25 500, một cây Fenco của Switzerland cắt cành. 25 500. 26 em lên một cây chữ A. Đây 26 anh chị, một cây chữ A. Đúc rất là nặng. Đúc bằng chỗ này luôn. Này ha. Nhìn cái rất là nặng. Dày mũi, dày mình ha, dày mình. Nhìn lưỡi rất là dày. Chữ Nhật đây anh chị. Thì chỗ này này, cấn tí phần chốt này thôi. Chị mình thấy hoạt động ok. Đây là phần lưỡi ha. Đó, phần lưỡi đẹp nha chị. Phần lưỡi đẹp nha. Rồi. Cái kéo chữ A này dài là hơn 20 cm. Hơn 20 cm. Mã số 26. Mã số 26. Đây chị, 26. Cắt ok ha. Đó, một cành khế lớn. Rồi mã số 26, một cây kéo chữ A. Có lớp ghép đồng ha, 26. Tiếp theo em lên mã 27 là một cây kéo thép không gỉ, thép trắng. 27. Đường lưỡi còn rất là đầy đủ anh chị ha. Anh chị mình có thể thấy giùm em nè. Đó, anh chị mình có thể thấy giùm em ha. Đường lưỡi rất là đầy đủ và thép trắng là thép không gỉ anh chị. Của hãng Mune gì này. Này, cây này còn khá mới. Chốt đồng tròn anh chị ha. Những cây này rất là xịn. Lưỡi là còn đẹp nguyên. Này, em view kỹ cái lưỡi cho anh chị mình xem. Chốt rời, chốt đồng ha. Rất là bén. Lưỡi còn gần như là full luôn ha. Lưỡi còn gần như là full luôn. Đây ha. Rồi mã số 27, một cây kéo thép không rỉ nha anh chị ha. Cây này là thép không rỉ luôn chứ không phải là mạ ha anh chị. Chiều dài là 20 cm, mã số 27. Anh chị mình thấy ha, lưỡi cắt nó còn rất là mới ha. Đó. Ốc đồng tròn. Rồi mã số 27, một cây kéo thép không rỉ của Nhật. 27. Hai mươi tám là em lên một cây kéo của hãng, cái hãng này em quên tên này, nhưng mà hãng này rất là nổi tiếng và cây này là còn bản còn đầy đủ nha chị ha. Đó, cây này còn bản còn đầy đủ nha chị mình có thể thấy giùm em, bản còn gần như là full hết lưỡi luôn. Đây, chữ ở nằm ở trong một cái ô hình chữ Nhật ha. Tự nhiên em quên mất rồi. Và cây này là hai lớp thép nha chị ha. Cây này là hai lớp thép. Hai lớp thép ốc đồng tròn ha, rất là xịn. Cây này còn khá mới. Chiều dài là hơn 20 cm. Chiều dài hơn 20 cm. Đó anh chị mình thấy kỹ giùm em. Đây ha. Lưỡi sử dụng đây. Thì cái chỗ này cái lò xo anh chị về anh chị mình
đổ đính hai bên giùm em ha, tại nó hay rớt ra, nó hay rớt ra quá. Lò xo con sâu hay rớt ra. 28 giá 500. Đây ha. Cắt ngay cái máu này. Đây ha chị ha. Đó. Rồi mã số 28 500, một cây kéo cắt cành. Tiếp theo em lên mã 29 là một cây kéo cắt cành. Cây này 29 giá 350. Cây này của hãng Minam 29 Minamoto gì này. Và cây này là hình thức là chốt liền nha chị ha. Và chỗ này là phần đúc này, đúc dày dặn này. Lưỡi phần lưỡi là không có bị nhăm rỉ nha chị ha, phần lưỡi là không có bị nhăm rỉ. Cây này là hàng rèn thủ công luôn, cây này là hàng rèn thủ công chốt đồng. Đây em view kỹ, rất là kỹ cái lưỡi cho anh chị mình xem ha, lưỡi rất là bén rồi. Chiều dài là 18.5 cm nha chị, 18.5 cm. Lưỡi cây này thì lưỡi cũng còn rất là đầy đủ anh chị ha. Cây này cũng còn rất là đầy đủ. Rồi mã số 29 350. Này về anh chị mình xếp con ốc vô thêm giùm em một tí ha. Xếp con ốc. Nó xong là toàn bị bung không à. Xếp con ốc vô thêm giùm em ha. 29 350. Này ha. Ok anh chị. 29 350. Những cái này á, anh chị về anh chị mình đánh với nhám mà nó bóng cái lưỡi lên là nhìn nó khác cây kéo liền à. 29 350. 30. Em lên một cây kéo cắt cành. Cây này 400. Cây này cũng hai lớp thép. Và đường mài ở bên Nhật nó như thế này anh chị ha. Nó hơi bị vằn vằn lộn sóng như thế này này. Lộn sóng như thế này. Đó. Ốc đồng tròn anh chị mình biết là nó xịn rồi ha. Chữ Nhật đầy đủ. Chữ trong ô vuông. Ô chữ Nhật đầy đủ luôn. Đây. Hai lớp thép chốt ở dưới bằng da. Và cây này là lưỡi cũng còn đầy đủ anh chị ha. Lưỡi gần như là... Đây anh chị mình có thể thấy. Phần lưỡi của nó là phun đầy ra luôn. Phun đầy ra luôn ha. Còn rất là mới. Chiều dài là 18 xăng hơn. Mã số 30 giá là 400. 30-400. Thì phần trong này nó hơi nhăm vô một tí anh chị ha. Không ảnh hưởng đến phần lưỡi cắt. Đó. Do để nước mưa nó ẩm ở phần ngoài thôi. Lưỡi cắt còn đều không bị mẹ. 30 giá 400. Anh chị 30 giá 400. Thì những cây này á, anh về anh chị mình mài cái bước mà hoàn thiện giùm em là đá 1000 vô là được ha. Tại vì bên em cái bước 1000 thì cũng chưa có kỹ lắm. 30 400. 31 em lên một cây kéo cắt cành. 31 những cây này là phần lưỡi nó dài hơn bình thường nha chị ha. Anh chị thấy cái phần lưỡi của nó dài hơn bình thường này. Này hình thức bên ngoài thì cũng không có bị nhăm nhăm rỉ hết, da dẻ còn mịn màng, chữ ha, đó chữ bên này cũng có luôn, đâu rồi, à chữ bên kia nha chị ha, em nhầm cây khác. Thì những cây này như em có thông báo là anh chị mình về anh chị mình đánh cái lớp đen đen đó đi là nó sẽ rất là sáng, tại vì phần những cây này là phần lưỡi là còn đều đặn còn đẹp hết. Đây rất là bén rồi, mà về anh chị mình làm thêm khử bao view giùm em. 31 430. Chiều dài là 20 xăng, chiều dài 20 xăng ha. 31 430. Rồi em đã lên 31 mã clip số 99, anh chị mình chốt mã nào thì mình điện thoại trực tiếp vào số điện thoại trên tiêu đề giùm em ha.
hoặc là mình nhắn tin. Cây này rất là bén anh chị. Em xin chân thành cảm ơn ha. Clip số 99.